ở bên này nè, ở cái sự sống nó ở đâu, bây giờ thả ra đây cũng được. Nhưng mà nó lương là nó ở đất lầy, đất mềm, nó nằm hang. Nguyên tắc của lương sống như thế, sống trong hang là một, thì sống trong bụi rậm. À, trong bụi rậm. Chỗ nào mà chặt chịch thì sẽ là đất. Dạ. Ống thì... Dắt cái xe lên đấy. Tại có nhắn gửi gì không ạ? Nguyện hết thảy tất cả chúng sanh đều viên thành Phật đạo, nguyện cho tam đồ lục đạo không còn ai khổ đau. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
bé nhỏ nè, bé nhỏ ra coi mẹ nè, kìa quay nè, kìa nè, kìa nè, kìa nè, đây là Bồ Tát nhỏ đó, rồi nhỏ gì xong lương sát bờ, lương vô bờ nó vô bùn, lương vô bờ mới sống được, vô bờ con vô bờ trong kia rồi mới thả. Chưa con, vô trong bờ lên con, vô bờ trong kia kìa. Chơi ra hướng bờ sông nó đi ở đâu. Ủa đi con, ha, mình đang nước quá trời luôn ha. Nó gì đâu rồi. Nè đụng cho cái gì đó nhảy đi đó. Nè cái này nè đụng cơ quơ cho nó nhảy đi đó. Ai gì là Phật? Ai gì là Phật? Đi vô đi Bồ Tát. Ai gì là Phật? Ai gì là Phật? Ai gì là Phật?